Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần Điểm tin Thế giới. Thưa quý khán thính giả, Điểm tin Thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. COVID-19, hệ quả từ sự lơ là quan liêu của Trung Quốc từ tháng 11 năm 2019. Theo một số tài liệu chính phủ mà trang South China Morning Post đọc được hôm ngày 13 tháng 3 năm 2020, virus corona mới đã lây sang người tại Trung Quốc sớm hơn rất nhiều so với những thông tin được Bắc Kinh chính thức phê chuẩn. Nếu đúng như vậy, Bắc Kinh đã để mất ít nhất 3 tháng quý giá để ngăn chặn bệnh dịch. Người bị nhiễm đầu tiên là một người đàn ông 55 tuổi sống ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ngày 17 tháng 11 năm 2019, ông được chẩn đoán với những triệu chứng do loại virus mà sau này được gọi là COVID-19 gây ra và trở thành bệnh nhân số 1 của dịch COVID-19 đang lan rộng khắp thế giới. Tuy nhiên, các báo cáo của chính phủ Trung Quốc không nêu rõ bệnh nhân này đến từ Vũ Hán, thành phố được coi là tâm dịch, hay từ một thành phố nào khác của tỉnh Hồ Bắc. Hàng chục ca nhiễm mỗi ngày, trong France 24, trích bài viết của South China Morning Post, cho biết kể từ ngày 17 tháng 11 năm 2019, chính quyền ghi nhận từ 1 đến 5 ca nhiễm mới mỗi ngày trên toàn tỉnh Hồ Bắc. Tất cả đều cần được điều trị chứng suy hô hấp cấp. Sau đó, từ ngày 15 tháng 12 năm 2019, số ca tăng lên vài chục ca mỗi ngày. Vẫn theo tài liệu chính thức trên, từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 12 năm 2019, số ca nhiễm đã tăng lên gấp 3, với tổng số 180 bệnh nhân. Đến ngày 1 tháng 1 năm 2020, tỉnh Hồ Bắc đã có đến 381 người bị nhiễm virus corona mới. Những tài liệu trên cho thấy Trung Quốc không chú ý đến nguy cơ khởi phát dịch mới cho đến giữa tháng 1 năm 2020. Sau này, tất cả những ca trên mới được xác định là do virus corona mới. Chỉ đến giữa tháng 2 năm 2020, Bắc Kinh mới thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới đã phát hiện ca nhiễm virus corona mới vào ngày 8 tháng 12 năm 2019. 3 tuần sau khi phát hiện bệnh nhân số 1 và có 40 người bị nhiễm ở Vũ Hán và các vùng lân cận tính cho đến ngày 20 tháng 1. Mất thời gian vàng bạc, Bắc Kinh bị chỉ trích gay gắt vì thiếu minh bạch thông tin về tình trạng dịch và để mất 3 tuần quý giá có thể giúp ngăn ngừa lây lan của virus corona. Tuy nhiên, với thông tin mới này, có lẽ dịch COVID-19 đã không lây lan trên diện rộng đến như vậy nếu như chính quyền địa phương ý thức được mức độ nguy hiểm của loại virus mới. Jean Stéphanie, trợ lý của Giám đốc Khoa học Viện Khoa học Toán học Quốc gia Pháp giải thích với trang France 24, số người bị nhiễm virus càng lớn thì chắc chắn là dịch sẽ bùng nổ. Trong khi thế giới có gần 150.000 người bị nhiễm virus corona và có khoảng 5.500 người chết tính đến ngày 14 tháng 3. Bỏ qua những lời cảnh báo ngay từ giữa tháng 12 năm 2019 của một số bác sĩ Trung Quốc về loại virus mới, thậm chí bắt giam và cảnh cáo họ, chính quyền tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán chỉ coi đó là một kiểu viêm phổi đặc biệt hoặc một mầm bệnh mới. Chỉ đến ngày 21 tháng 1 năm 2020, Bắc Kinh mới chính thức thừa nhận virus corona mới có khả năng truyền từ người sang người. Vì thiếu minh bạch nên việc tìm kiếm bệnh nhân số zero như mò kim đáy biển, theo South China Morning Post, việc tìm ra được bệnh nhân số zero giúp giới chuyên gia hiểu được virus corona mới được truyền từ động vật sang người như thế nào. Nhà dịch tễ học người Mỹ Jonathan Meyer khi trả lời The Guardian cho rằng rất có nhiều khả năng sẽ không bao giờ tìm ra được bệnh nhân số zero. Ái nữ của Tổng thống Trump làm việc tại nhà vì tiếp xúc với người nhiễm bệnh COVID-19. Thông báo Nhà Trắng cho biết, bắt đầu từ ngày thứ Sáu 13 tháng 3, bà cố vấn Ivanka Trump, ái nữ Tổng thống, bắt đầu làm việc tại nhà cho đến khi có thông báo mới, theo The Hill cho biết. Trước đó, vào ngày 5 tháng 3, cố vấn Ivanka Trump có gặp ông Peter Dutton, Bộ trưởng Nội vụ Úc tại Bộ Tư pháp. Ông Peter Dutton sau đó được xác minh dương tính với COVID-19. Cho đến nay, đã có nhiều vị dân cử hàng đầu của Nghị viện Hoa Kỳ tuyên bố tự cách ly sau khi gặp gỡ với người nhiễm bệnh COVID-19.
người mới nhất trong số các vị dân cử tư cách là Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, do ông đã đến dự buổi tiếp tân với ông Jair Bolsonaro, Tổng thống Brazil tại Mar-a-Lago, khu nghỉ mát tư nhân của Tổng thống Donald Trump. Bác sĩ Nhà Trắng, Tổng thống Trump không bị nhiễm COVID-19. Kết quả xét nghiệm cho thấy Tổng thống Donald Trump không bị nhiễm COVID-19, mặc dù trước đó ông có tiếp xúc với một số người sau này bị dương tính với COVID-19. Bác sĩ Nhà Trắng cho biết hôm thứ Bảy 14 tháng 3, theo tờ New York Times. Trước đó, theo tờ The Hill, Nhà Trắng vào ngày thứ Sáu 13 tháng 3 đã công bố một bức thư của ông Sean Coley, bác sĩ Nhà Trắng, cho biết chi tiết về việc Tổng thống Trump đã tiếp xúc gần với hai người đã xác định là nhiễm virus tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông hồi cuối tuần qua. Tiếp xúc của Tổng thống với cá nhân đầu tiên vô cùng giới hạn, chụp hình, bắt tay, và dù rằng ông có ở cạnh cá nhân thứ nhì lâu hơn, tất cả mọi giao tiếp này đều diễn ra trước khi có chỉ dấu phát bệnh. Theo ông Coley, các tiếp xúc này được coi là có nguy cơ thấp để có thể truyền bệnh. Theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, và do vậy không có nhu cầu tự cách ly vào lúc này. Theo lá thư của ông Coley, và ông cho biết sẽ theo dõi sát sức khỏe của Tổng thống. Nhà Trắng đo thân nhiệt tất cả mọi người đến gần Tổng thống Trump. Nhà Trắng hôm thứ Bảy 14 tháng 3 thông báo sẽ đo thân nhiệt tất cả mọi người đến gần Tổng thống Donald Trump hay Phó Tổng thống Mike Pence, theo AP. Điều này được thực hiện do sự cẩn trọng tối đa trước tình trạng lây lan của COVID-19, theo phát ngôn viên Nhà Trắng. Tổng thống Trump trong vài ngày qua đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp và không trực tiếp với một số người được xác nhận là nhiễm COVID-19. Trong số những người Tổng thống gặp tại nơi nghỉ mát của ông ở Florida hồi cuối tuần qua, hiện có ít nhất 3 người nay đã xác nhận nhiễm COVID-19, gồm 2 người thuộc phái đoàn của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Apple đóng toàn bộ cửa hàng trên thế giới trừ Trung Quốc. Trong một thông cáo chưa từng có tiền lệ vào thứ Bảy ngày 14 tháng 3, công ty Apple thông báo đóng cửa tất cả các cửa hàng bán lẻ trên toàn thế giới trừ ở Trung Quốc cho đến ngày 27 tháng 3 năm 2020. Tờ The Hill cho biết, trong thông báo của ông Tim Cook, tổng giám đốc Apple, nói rằng Apple đóng cửa nhằm ngăn chặn tình trạng dịch bệnh bùng phát ở các quốc gia châu Mỹ và châu Âu. Ông cũng cho biết Apple sẽ đóng góp 15 triệu USD để giúp đỡ những người bệnh và giúp giảm thiểu số sự tàn phá của dịch bệnh vào nền kinh tế. Theo thông báo, Apple khuyến cáo nhân viên nên làm việc ở nhà nếu công việc không cần thiết đến mức phải có mặt. Các văn phòng làm việc của công ty sẽ được dọn sạch và mọi sự ra vào đều phải qua kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt. Trong 2 tháng vừa qua, Apple cũng phải đóng cửa các cửa hàng tại Trung Quốc khi dịch bệnh bùng phát. Ngay cả các xưởng lắp ráp sản phẩm Apple tại Trung Quốc cũng đóng cửa. Tây Ban Nha phong tỏa toàn quốc khi trở thành ổ COVID-19 lớn thứ hai châu Âu. Tây Ban Nha ngày thứ Bảy 14 tháng 4 lên kế hoạch phong tỏa 46 triệu công dân sau khi trở thành quốc gia có số ca nhiễm virus Vũ Hán cao thứ 5 thế giới sau Trung Quốc, Ý, Iran và Hàn Quốc. AP cho biết, theo một dự thảo sắc lệnh của chính phủ mà hãng tin này đã xem qua, chính phủ Tây Ban Nha định sẽ áp đặt các hạn chế khẩn cấp nghiêm ngặt trên toàn quốc đối với việc đi lại của người dân. Người dân sẽ chỉ được phép rời khỏi nhà để mua thức ăn và thuốc men, đi làm, đến bệnh viện và ngân hàng, hoặc thực hiện các chuyến đi liên quan đến chăm sóc trẻ em và người già. Những quy tắc này sẽ có hiệu lực vào ngày thứ Hai, 16 tháng 3. Tây Ban Nha đã cho đóng cửa các trường học ở một số khu vực, đình chỉ các chuyến bay từ Ý và đóng cửa Hạ viện ít nhất trong một tuần, sau khi một nghị sĩ dương tính với nCoV. Kim Jong-un nghi rời Bình Nhưỡng để trốn COVID-19. Hiện đang có các tin tức nói rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có thể rời khỏi Bình Nhưỡng để tránh né COVID-19. Theo bản tin của tờ Korea Times, dựa theo tường thuật từ các cơ quan truyền thông nhà nước Triều Tiên, thì Kim Jong-un đã ra khỏi Bình Nhưỡng ít nhất từ ngày 26 tháng 2 tới nay, sau khi chủ tọa một cuộc họp của đảng cầm quyền. Sau đó, người ta thấy Kim
thị sát tập trận ở Wonsan, trong tỉnh Gangwon, nằm về phía đông của Triều Tiên hôm 28 tháng 2. Sang đến ngày 2 tháng 3, quân đội Triều Tiên bắn hai hỏa tiễn ra biển dưới sự chỉ huy của Kim. Ngày 9 tháng 3, lại có ba hỏa tiễn bắn đi từ Sondok, tỉnh South Hamgyong, và cũng có sự hiện diện của Kim. Việc lãnh tụ Triều Tiên không hiện diện tại thủ đô trong một thời gian dài như vậy là điều hiếm thấy, và cũng ít khi nào sự vắng mặt lâu như vậy lại được thông báo. Các chuyên gia tin rằng việc này có liên quan đến nỗi sợ COVID-19. Đây là một quốc gia khép kín, do vậy chúng ta không thể khẳng định ra hoàn toàn. Nhưng chúng ta có thể hầu như chắc chắn là họ có các trường hợp lây nhiễm. Tôi biết chắc là quân đội Triều Tiên đã ngưng hoạt động 30 ngày. Chúng ta thấy họ không có phi cơ quân sự nào cất cánh trong suốt 24 ngày và chỉ mới bay trở lại mà thôi. Tướng Robert Abram, tư lệnh quân đội Mỹ ở Hàn Quốc, nói với giới truyền thông tại Lầu Năm Góc hôm 13 tháng 3. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày tốt đẹp.